Nhạc phi anh hùng dân tộc. Dân chúng Trung Quốc, dù am hiểu lịch sử hay không, đều hết sức căm ghét Tần Cối, kẻ phản bội đất nước, tham vọng danh lợi. Mặc dù vậy, khi nhắc tới Tần Cối, không thể không nhắc đến Nhạc phi, một vị anh hùng dân tộc, được kính trọng suốt muôn đời, tương tự như sự kính ngưỡng dành cho Quan Công. Mức độ phản bội của Tần Cối ngược lại chính là mức độ anh hùng của Nhạc phi, biểu tượng cho cuộc chiến giữa thiện và ác. Nhạc phi, sinh năm 1103 với tên tự là Bằng Cử, là người Tương Châu. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, có thời gian ông phải làm thuê để trả nợ cho cha mẹ. Với thân hình vạm vỡ và đam mê võ nghệ, dù cuộc sống vô cùng khó khăn, ông vẫn kiên trì luyện tập bát môn binh khí, trong đó giỏi nhất là thương pháp. Vào thời điểm ấy, quân Liêu không ngừng xâm phạm biên giới, âm mưu chiếm đoạt đất Tống. Đáng tiếc, triều đình Bắc Tống dưới sự cai trị của Tống Huy Tông Triệu Cát lại chứa đầy những kẻ tham quan, bất tài, không chịu tìm kiếm nhân tài để cứu vãn tình thế. Với lòng yêu nước cháy bỏng, Nhạc phi quyết định gia nhập quân đội, không chỉ để giảm gánh nặng sinh kế, mà còn để cống hiến cho quốc gia. Quyết định của ông bị nhiều người chế giễu, cho rằng ông không có chí tiến thân. Bởi vì, trong thời kỳ phong kiến, quan điểm đánh giá cao văn chương và tuyển chọn quan chức qua kỳ thi cử vẫn nặng nề. Những ai có khả năng văn chương, vượt qua kỳ thi sẽ được làm quan, bất kể phẩm hạnh của họ thế nào. Mặc dù có kẻ tốt, người xấu, nhưng hầu hết những người chân chính không chịu được sự thao túng của quan lại, từ từ rời bỏ, để lại một bộ máy quan trường toàn gian thần và kẻ nịnh bợ. Tuy nhiên, Nhạc phi vẫn giữ vững khát vọng làm người lính, không thể đứng nhìn quê hương điêu tàn. Trong bối cảnh hai triều đình Liêu và Kim liên tiếp quấy rối, quân đội vô cùng khổ cực, nguy cơ tử vong cao, việc nhập ngũ coi như là sẵn sàng đối diện với cái chết. Hầu hết mọi người đều tránh né, nhưng cần lắm những người dũng cảm, có tình yêu nước như Nhạc phi. Ngay khi gia nhập quân đội, Nhạc phi đã biểu hiện sự dũng cảm xuất sắc, luôn đi đầu trong mọi trận đấu, không chút e sợ cái chết. Trong một dịp tại Hợp Châu, khu vực này bị nhóm thổ phỉ tinh quái ẩn nấp trong núi non che phủ, khiến việc trấn áp vô cùng khó khăn. Các lần truy đuổi của quân đội thường bị thất bại và cứ hễ sơ hở là bọn chúng lập tức tái xuất, không chỉ cướp bóc tài sản của dân lành mà đôi khi còn táo bạo tấn công phủ huyện, giết chết quan lại và đoạt tài sản trong kho. Dù chưa có chức tước gì, Nhạc phi vẫn tự nguyện xung phong dẹp loạn những kẻ thổ phỉ này chỉ với một nhóm nhỏ binh lính tinh nhuệ. Ông dẫn dắt họ giả danh các thương nhân, tiến thẳng vào lòng địch. Khi bọn thổ phỉ thấy toàn bộ là trai tráng, họ vui mừng và không màng đến việc buôn bán. Thay vào đó là âm mưu bắt giữ toàn bộ và cưỡng ép họ theo bọn chúng, chiếm đoạt mọi hàng hóa, thu được lợi ích kép từ một mưu kế. Nhưng Nhạc phi đã có kế hoạch khác, ngay khi bọn thổ phỉ tập trung xem hàng, binh sĩ của ông lập tức rút vũ khí ẩn giấu và tấn công, làm cho bọn chúng bất ngờ và bị đánh tan tác, phần lớn bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhờ thành tích này, tên tuổi của Nhạc phi dần được mọi người biết đến và ngưỡng mộ về lòng dũng cảm hiếm có của ông. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, Nhạc phi thường xin học hỏi và chỉ dạy về chiến thuật, dù chưa được phong chức nhưng vẫn được đồng đội ngưỡng mộ. Một lần nữa, khi quân Tống và quân nhà Kim liên minh để tiến công quân Liêu, Nhạc phi đã xung phong làm đội tiên phong, dũng mãnh tiến lên thành Yên Kinh, mở đường cho quân chính tiến vào. Tuy nhiên, mối liên minh với nhà Kim chỉ là tạm thời, vì không lâu sau, vào năm 1123, khi vua nhà Kim qua đời, người kế nhiệm là Hoàn Nhan Thị nhanh chóng tiêu diệt xong nước Liêu và bắt đầu mưu đồ xâm lược phương Nam, với mục tiêu đầu tiên là Bắc Tống. Quân nhà Kim mau chóng tràn xuống phương Nam, đe dọa kinh thành triều Bắc Tống, khiến Tống Huy Tông hoảng sợ phải bỏ ngôi, truyền ngai vàng cho con cùng với hoạn quan Lương Phương Bình, sắp xếp phòng tuyến dọc theo sông Hoàng Hà. Dù vậy, quân Kim vẫn dễ dàng vượt qua sông Hoàng Hà, chiếm giữ Hoạt Châu, tiến tới Khai Phong. May mắn thay, Lý Cương, một viên tướng can đảm, đã đứng ra tập hợp binh sĩ để chống lại, giữ vững tình hình tạm thời không để thất bại. Dẫu vậy, triều Tống không tận dụng được cơ hội này để thay đổi cục diện chiến trường. Thay vào đó, từ hoàng đế cho đến các quan lại đều tỏ ra e sợ tới mức sẵn lòng ký kết một hiệp ước nhục nhã, xin Hàn Ly Bất rút quân với điều kiện là cống nạp cho triều Kim 50 triệu lạng bạc và 5 triệu lạng vàng, đồng thời nhượng lại 3 trấn biên giới và gửi một số thân vương, quan lớn đến triều Kim làm con tin. Khi hiệp ước đã được ký kết, quân Kim quyết định rút khỏi Khai Phong và đưa Tống Huy Tông cùng Tống Khâm Tông, cũng như một số thành viên khác của Hoàng gia, về Hội Ninh, phía nam sông Hắc Long Giang. Kết quả là triều đình Bắc Tống sụp đổ và được thay thế bởi triều đình Nam Tống dưới sự lãnh đạo của Khang Vương Triệu Cấu,
cùng với Uông Bá Nhan tại Chi Châu. Đặt kinh đô tại Đại Danh, triều Nam Tống lại tiếp tục bước vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. Và mỗi lần nghe tin quân Kim tiến đánh, mọi người đều chỉ nghĩ đến việc đầu hàng hoặc xin thần phục để bảo toàn tính mạng. Nhạc Phi đã gia nhập quân đội từ thời Bắc Tống, đã chứng kiến rõ ràng những tác hại từ những kẻ gian thần và trong lòng luôn căm ghét, nhưng vẫn phải cam chịu, dốc hết sức mình vào chiến đấu mỗi khi đối đầu với quân Kim. Khi thấy triều đại cũ sụp đổ, ông hy vọng triều đại mới sẽ nhận ra thảm họa từ quân Kim và vì thế đã năng nổ viết thư kiến nghị mở rộng việc tuyển mộ và huấn luyện quân sĩ, đồng thời đề nghị cách chức một số gian thần, trong đó có Uông Bá Nhan. Tuy nhiên, Nhạc Phi không ngờ rằng Nam Tống cũng không khác Bắc Tống. Khi thư được trình lên Cao Tông, ông bị của trách và mất hết chức vụ, buộc phải về quê làm dân thường. Mặc dù vậy, vài năm sau, khi quân Kim lại kéo đến đe dọa biên giới, Cao Tông buộc phải triệu hồi Nhạc Phi để dẫn dắt quân đội cùng Vương Ngạn vượt sông Hoàng Hà để chống lại quân Kim. Sau đó, ông đã phục vụ dưới quyền Tông Trạch tại Đông Kinh và được Tông Trạch rất yêu mến. Sau cái chết của Tông Trạch, Nhạc Phi theo Đỗ Sung đóng quân tại Kiến Phong. Khi Ngột Chuột vượt sông tấn công Nam Tống, Đỗ Sung sợ hãi đầu hàng quân địch, nhưng Nhạc Phi lại tỏ ra can đảm, chỉ huy các tướng lĩnh quyết tâm chiến đấu. Khi Ngột Chuột rút quân, Nhạc Phi đã dũng cảm truy kích và thu phục lại đất Kiến Phong. Lúc này, Nhạc Phi đã trải qua nhiều trận chiến và trở thành một vị tướng thiện chiến, danh tiếng vang dội khắp nơi. Do đó, vào năm Thiệu Hưng thứ hai, tức năm 1132, khi tròn 30 tuổi, Nhạc Phi nhận phong chức nguyên soái từ Tống Cao Tông, được giao nhiệm vụ trấn giữ vùng Trung Du Trường Giang. Chỉ 2 năm sau, tuân theo mệnh lệnh, ông lại lãnh đạo quân đội tiến công về phía Bắc, thu được 6 quận Tương Dương và vì chiến công đó, được nâng lên chức tiết độ sứ với tước hiệu Võ Xương Khai Quốc Hầu. Nhạc Phi còn có kế hoạch tiến quân sâu vào lãnh thổ của Kim, nhằm trừ khử nguy cơ từ triều Kim. Tuy nhiên, sự hùng tâm tráng trí của ông không nhận được sự đồng thuận từ Tống Cao Tông, buộc ông phải đóng quân tại biên cương để phòng thủ. Vì lo ngại phản ứng từ triều Kim, dù có lúc tưởng chừng Nhạc Phi sẽ hoàn toàn tiêu diệt được lực lượng quân Kim, ông lại bị Tống Cao Tông ngăn chặn, khiến từ tình thế thắng lợi chuyển thành phòng thủ. Điển hình là vào năm Thiệu Hưng thứ tư, tức năm 1134, khi Nhạc Phi đang dẫn quân truy kích sâu vào lãnh thổ địch và quân Kim chỉ còn biết bỏ chạy, Tống Cao Tông đột ngột ra lệnh rút quân. Đến năm 1136, lại một lần nữa Nhạc Phi tuân mệnh tiến quân phía Bắc và sau một vài trận thắng, Cao Tông ra lệnh kéo quân trở về. Nhạc Phi từng định liều mạng trái lệnh để tiếp tục công kích, nhưng khi đó đã tiến quá sâu vào đất Kim và không có đủ lương thực, buộc phải chịu thất vọng rút quân về. Những trở ngại này, phần lớn do sự xúi dục của những kẻ gian thần trong triều, đặc biệt là Tần Cối, người vừa e ngại uy tín của Nhạc Phi làm lung lay địa vị của mình, vừa lo sợ bị triều Kim trách móc do đã âm thầm phản bội lâu nay. Tần Cối, một nhân vật tham vọng lớn, nhưng không được Tống Khâm Tông chú ý, đã nhân cơ hội Bắc Tống chủ trương dâng đất để hòa giải, mà được bổ nhiệm làm lễ bộ thị lang, cùng Trình Võ làm sứ giả sang nước Kim đàm phán. Nhờ không ai dám nhận nhiệm vụ nguy hiểm này, Tần Cối trở thành một đại thần được trọng dụng, mặc dù không phải nhờ vào năng lực của mình. Cuộc đời Tần Cối thật éo le, khi ông ta chỉ đi được nửa đường, đã nghe tin Hàn Ly Bất rút quân do điều kiện thời tiết và bệnh tật tràn lan trong quân đội, vội vã trở về kinh đô và từ đó, Tần Cối trở thành một đại thần chính thức trong chính trường. Tận dụng cơ hội, Tần Cối đã không ngừng nịnh bợ và mua chuộc, nên sự nghiệp của hắn thăng tiến nhanh chóng. Hắn tưởng rằng mình sẽ có cuộc đời êm đềm, nhưng không ngờ rằng không lâu sau đó, quân Kim lại tiến hành một cuộc tấn công lớn. Trong cuộc xâm lược này, quân Kim đã nắm rõ địa hình và đường đi nước bước của đất Tống, tiến công nhanh chóng. Hai tướng quân Kim, Hàn Ly Bất và Niêm Hãn, đã áp dụng chiến thuật chớp nhoáng, tiến nhanh đến mức khi Tống Khâm Tông vẫn đang họp bàn về việc dâng châu báu. Để nghị hòa thì quân Kim đã ập tới sát cửa thành Khai Phong, cuối cùng bắt giữ được Tống Khâm Tông lẫn Tống Huy Tông, giam giữ họ tại một doanh trại ngoài thành. Lúc bấy giờ, gian thần Nghiêm Tung giữ chức thừa tướng, chủ trương nghị hòa, nên khi quân Kim rút lui, đã đem theo cả Huy Tông và Khâm Tông, cùng hơn 3.000 quần thần trong hoàng thất và các quan lại triều Tống đưa về phương Bắc. Trong số đó có Tần Cối. Nhiều người nghĩ rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho Tần Cối ở đất phương Bắc, không bao giờ trở về quê hương được nữa. Tuy nhiên, để quốc gia có người lãnh đạo, sau khi Huy Tông và Khâm Tông bị bắt, Khang Vương Triệu Cấu đã lên ngôi, tự xưng là Tống Cao Tông và lập triều đình Nam Tống tại Đại Danh, Phủ Ứng Thiên. Điều này làm triều Kim tức giận, sai hoàng đệ là Đát Lãn dẫn quân đánh Sơn Dương. Lần này,
Đát Lãn đã đưa theo cả vợ chồng Tần Cối để họ phụ trách công việc văn thư hoặc làm chuyển vận sứ. Trong thời gian này, vợ chồng Tần Cối đã tìm cách trốn chạy về phương Nam cùng với hai thuộc hạ là Đinh Dị và Vương An Đạo. Thực tế, theo nhiều bằng chứng, vợ chồng Tần Cối không thể dễ dàng trốn chạy như vậy, nhất là khi còn phải mang theo cả nhóm thuộc hạ. Họ đã theo lệnh của Đát Lãn, cam tâm làm gian tế ẩn náu tại triều đình Nam Tống để phá hoại, giúp triều Kim thuận lợi hơn trong việc tiêu diệt nước Tống. Do đó, nhiều lần Nhạc Phi sắp đạt được chiến thắng thì lại bị Tần Cối xúi giục Cao Tông xuống lệnh triệu quân trở về, hủy hoại mọi công lao đã đạt được trước đó. Vào năm Thiệu Hưng thứ 7, 1137, Nhạc Phi không biết triều đình đã bị những kẻ phản bội thao túng, trở về dâng kế hoạch thu phục các vùng đất Nam Tống đã mất cho Tống Cao Tông. Cao Tông ban đầu rất khen ngợi kế hoạch, ngay lập tức trao quyền chỉ huy quân đội cho Nhạc Phi và quyết định tăng cường quân số. Nhạc Phi rất mừng, nhưng khi đang điều động quân thì Cao Tông đột nhiên đổi ý do sự ngăn cản của Tần Cối. Không chỉ vậy, Tần Cối còn bôi nhọ Nhạc Phi, cáo buộc ông không tôn trọng di hài của các vua tiền nhiệm, chỉ muốn dùng chiến tranh làm phương tiện thăng tiến. Do đó, nhiều lần như thế, Cao Tông bắt đầu có cái nhìn không tốt về Nhạc Phi. Tần Cối đã muốn loại bỏ Nhạc Phi từ lâu do ông có nhiều chiến công lừng lẫy, nhưng triều đình đang cần những tướng tài để chống đỡ nên không thể hạ thủ được. Biết rõ ý đồ này, Nhạc Phi từ chối nhận chức tước khi Cao Tông trao tặng vì ông cho rằng cần phải đề phòng những mưu mô từ người Kim hơn là mừng rỡ với chức quyền. Điều này khiến Cao Tông vô cùng thất vọng và buồn bực bởi không ai xứng đáng hơn Nhạc Phi để nhận phần thưởng đó. Cao Tông cuối cùng đã phải ra chiếu thứ ba, buộc Nhạc Phi phải nhận chức để tránh tội nghi kỵ. Mặc dù vậy, Tống Cao Tông không hài lòng nhưng không thể bày tỏ. Nhận thấy điều này, Tần Cối âm thầm tìm cách để Nhạc Phi gặp họa, mong làm cho Hoàng đế được thỏa mãn. Vào năm 1134, Lý Thành nhận sự hỗ trợ từ triều Kim, mạnh mẽ tiến công và không lâu sau đã chiếm được 6 quận ở Tương Dương, uy hiếp cả vùng Lưỡng Chiết. Tuy nhiên, triều đình dường như không mảy may quan tâm đến tình hình. Nhạc Phi không thể kìm nén sự sốt ruột và mặc dù biết rằng việc dâng thư có thể làm cho bọn gian thần càng thêm oán ghét, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định dâng tấu thư khẩn cầu nhà vua, nhanh chóng huy động quân đội tái chiếm các quận đã mất. Cao Tông lắng nghe và giao cho Nhạc Phi chức chế chí sứ, điều động quân từ các vùng Kinh Nam, Ngạc Châu và Nhạc Châu tiến công Tương Dương. Nhạc Phi chuẩn bị kỹ lưỡng, nhận lệnh liền huy động quân đội vượt Trường Giang, trước tiên tấn công thành Xính Châu do Kính Siêu, một tướng dũng mãnh nhưng thiếu mưu trí, đang chiếm giữ. Mặc dù quân của Nhạc Phi nhiều lần tấn công nhưng đều thất bại, không thể xuyên thủng thành trì. Nhạc Phi sau đó đổi chiến thuật, nhận thấy Kính Siêu không có sự chuẩn bị lương thảo và vũ khí dài hạn, ông quyết định tiêu hao lực lượng địch bằng cách không tấn công trực diện. Cuối cùng, trong lần tấn công cuối cùng, khi lương thực và đạn dược trong thành cạn kiệt, quân của Nhạc Phi đã chiếm được thành. Nhạc Phi, một mình một ngựa, truy đuổi Kính Siêu và đã loại bỏ hắn, dẹp yên nguy cơ từ phía sau. Sau khi chinh phục Xính Châu, Nhạc Phi phân chia lực lượng thành nhiều hướng và tiến công Tùy Châu, Đặng Châu, trong khi bản thân ông dẫn đầu quân đoàn tiến về Tương Dương. Thành này được Lý Thành cầm chốt, người đã học tập phương pháp chiến đấu của người Kim và rất giỏi về kỵ binh. Lý Thành tự tin vào sức mạnh của mình, đã sắp xếp quân đội để chờ đợi cuộc tấn công của Nhạc Phi, tin chắc rằng sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ bằng lực lượng kỵ binh. Tuy nhiên, Nhạc Phi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ thị cho quân sĩ của mình sử dụng giáo dài nhắm vào các con ngựa chiến, khiến lực lượng kỵ binh của đối phương chưa kịp chiến đấu đã đổ gục xuống đất. Chiến lược của Lý Thành sụp đổ hoàn toàn, buộc ông phải dẫn đoàn tùy tùng thừa đêm tối bỏ chạy, nhường Tương Dương cho Nhạc Phi. Chỉ qua một trận đánh, Nhạc Phi đã tiêu diệt được kẻ thù, uy danh của ông càng thêm vang dội, đến nỗi mỗi khi quân Kim nghe tin về đoàn quân do ông chỉ huy thì lòng đều sợ hãi. Do trí tuệ và tài lược của Nhạc Phi, ông đã nhanh chóng tái chiếm được 6 quận của Tương Dương không mất nhiều thời gian. Thậm chí cả Tống Cao Tông cũng ngỡ ngàng trước chiến thắng đó, bởi lâu nay chỉ toàn tin bại trận, liền phong cho Nhạc Phi chức Kinh Tương Đàm Châu Tiết Độ Sứ, giao toàn quyền quân sự để trấn thủ các châu này. Đây là cơ hội tốt để Nhạc Phi tăng cường lực lượng, tích lũy lương thảo và chiêu mộ thêm quân sĩ, chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc tiến công vào triều Kim sau này. Trong nội bộ triều Nam Tống, tình hình vẫn còn nhiều bất ổn, với các vị quan từ hoàng đế tới các quan lại đều thối nát. Bất cứ ai có chút tài năng đều lên làm loạn, chiếm giữ một vùng đất và tự xưng vương, xưng bá. Trong số các cuộc nổi loạn lớn, cuộc nổi loạn do Dương Thái lãnh đạo ở Động Đình Hồ là quy mô nhất.
triều đình Nam Tống đã cử quân đi đàn áp nhiều lần, nhưng đều thất bại. Lần cuối cùng, triều đình giao cho viên tướng Dương Tạ chỉ huy binh lính tiến hành thảo phạt, nhưng lại thất bại thảm hại hơn, khiến triều đình càng lúng túng không biết phải làm thế nào. Lúc đó, Tần Cối đã tiến cử Nhạc Phi. Mọi người đều nghĩ rằng Tần Cối đã thay đổi, không còn oán ghét nhân tài nữa và biết cách sử dụng họ cho việc lớn của quốc gia. Tần Cối, một nhân vật vô cùng thâm trầm, đã tiến cử Nhạc Phi với mục đích kép, biết rằng Nhạc Phi giỏi cả chiến tranh trên bộ lẫn chiến thuật thủy chiến, đặc biệt khi đối đầu với Dương Thái ở Động Đình Hồ, kết quả có thể không chắc chắn. Nếu Nhạc Phi giành chiến thắng, đó sẽ là công của việc tiến cử của Tần Cối. Nếu thất bại, ông ta lại có cớ để trừng phạt Nhạc Phi, dù kết quả nào cũng có lợi cho Tần Cối. Khi Tống Cao Tông nghe theo sự tiến cử của Tần Cối, ông vui mừng phong Nhạc Phi làm Thanh Viễn quân tiết độ sứ, thay thế cho Dương Tạ. Nhạc Phi gặp chút lúng túng khi đối đầu với Dương Thái, nhưng lại tỏ ra rất linh hoạt, dùng mánh lới để thử thách sức mạnh của quân địch, trước hết là bằng việc lan truyền thông điệp chiêu hàng. Chỉ sau vài ngày, một viên tướng của Dương Thái là Huỳnh Tá đã bí mật liên lạc xin đầu hàng triều đình. Nhạc Phi không đợi mệnh lệnh của vua mà chấp nhận lời đề nghị này, và Huỳnh Tá ngay lập tức phản công, chiếm được một số thủy trại một cách bất ngờ. Để đảm bảo lòng tin của Huỳnh Tá, Nhạc Phi gấp rút gửi thư về triều đình, đề nghị phong chức võ công đại phu cho Huỳnh Tá, tận dụng kỹ năng chiến đấu trên sông của ông để chuẩn bị một cuộc tấn công lớn. Tần Cối đã cố gắng ngăn cản, nhưng nhờ sự can thiệp của Trương Tuấn, một vị đại thần khác, đã làm rõ lòng trung thành và thẳng thắn của Nhạc Phi, cuối cùng Cao Tông mới đồng ý. Sau khi đã chỉnh đốn binh mã và chiến thuyền mà Huỳnh Thái đem về, Nhạc Phi triển khai kế hoạch tổng tấn công từ ba phía, khiến quân của Dương Thái không thể đứng vững, buộc phải rút chạy tán loạn, lui sâu vào trong Động Đình Hồ. Với đường thủy ở Động Đình Hồ rất phức tạp, Nhạc Phi không dám liều lĩnh tiến binh ngay lập tức. Nhân cơ hội một tên bộ tướng của Dương Thái đầu hàng, Nhạc Phi giả vờ nghi ngờ và xử phạt nhẹ rồi thả về. Sự việc này khiến quân tướng vô cùng ngạc nhiên, bởi Nhạc Phi chưa bao giờ hành động mù quáng như vậy. Thực chất, khi tên tướng hàng ấy trở về thủy trại, đầy căm tức, đã vô ý chỉ đường cho Nhạc Phi. Tướng tài này đã bí mật sai hai tướng là Ngưu Cao và Vương Quý cùng vài ngàn binh sĩ lặng lẽ theo dõi và nhanh chóng chiếm giữ thủy trại. Dùng thủy trại này làm căn cứ, Ngưu Cao và Vương Quý tấn công từ trong ra, trong khi đại quân của Nhạc Phi tấn công từ bên ngoài, tạo nên một thế trận hết sức mãnh liệt. Dương Thái không ngờ Nhạc Phi lại có bản lĩnh và mưu lược đến vậy, hoảng sợ bỏ chạy, nhưng rồi cũng bị bắt sống. Nhạc Phi liền ra lệnh chém đầu Dương Thái để răn đe mọi người, một chiến thắng vang dội. Chiến công này khiến Tần Cối, dù muốn hãm hại Nhạc Phi, cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn. Cuối cùng, Cao Tông đã thăng Nhạc Phi lên chức võ thắng định quốc quân tiết độ sứ, một chức vụ quan trọng, trao cho ông toàn quyền điều động quân binh xung quanh Tương Dương. Nhạc Phi càng thêm nóng lòng mong ngày tiến quân đánh tan quân Kim. Sự chuẩn bị của Nhạc Phi không qua mắt được triều Kim. Lúc bấy giờ, triều Kim bị chia rẽ thành hai phe, phe chủ hòa và phe chủ chiến. Khi nghe tin Nhạc Phi đang chỉnh đốn quân đội, phe chủ chiến do Ngột Chuật dẫn đầu đã yêu cầu Đát Lãn cho phép họ tấn công trước. Đát Lãn, người ủng hộ chính sách hòa hoãn, đã từ chối lời đề nghị đó và cuối cùng bị Ngột Chuật lật đổ và giết chết. Sau đó Ngột Chuật nắm quyền và quyết định dẫn quân xuống phương Nam vào năm 1139. Quân Kim, chia làm bốn cánh, do các tướng tài chỉ huy, đã rầm rộ tiến quân với khí thế hết sức hung hăng. Triều đình Nam Tống không ngờ tới sự tấn công này, nên chỉ trong thời gian ngắn, quân Kim đã chiếm lại toàn bộ đất đai vừa được trao trả cho Tống và còn đe dọa cả Hoài Nam. Tống Cao Tông, trong tình thế bất đắc dĩ, đã phải ra lệnh cho quân triều đình tiến ra biên giới để chống trả. Các tướng sĩ nhà Tống vô cùng ngưỡng mộ Nhạc Phi và đồng lòng yêu cầu ông chỉ huy. Cao Tông, dù miễn cưỡng, đã phải chấp thuận và phong Nhạc Phi làm nguyên soái. Nhạc Phi lập tức hội quân tại Tương Dương, tổ chức lễ thề ước quyết chiến đến cùng và ngay lập tức tiến quân, đã chiếm lại được Thái Châu ngay trong trận đầu. Tin về chiến thắng vang dội của Nhạc Phi khiến các cánh quân khác cũng phấn khởi, sát cánh cùng nhau chiếm được Hải Châu do Hàn Thế Trung chỉ huy, Túc Châu và Hào Châu do Vương Đức chiếm giữ. Những chiến thắng này khiến triều Kim cực kỳ lo lắng, buộc phải cử người bí mật đến nói với Tần Cối tìm cách cứu nguy. Tần Cối đã tâu với Tống Cao Tông rằng những chiến thắng này nên được dùng làm áp lực để cầu hòa, hoàn toàn không nên lợi dụng cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Cao Tông, luôn lo sợ trước các cuộc tấn công của triều Kim, đã vội vã xuống lệnh cho quân Tống rút khỏi các vùng đã chiếm
tuân theo lời Tần Cối. Khi thắng lợi đã nằm trong tầm tay, tinh thần quân Kim sụp đổ nghiêm trọng. Hễ thấy lá cờ vàng ba chữ Nguyên Soái Nhạc phất phơ, quân Kim lập tức hò nhau bỏ chạy không dám đối mặt. Những đoàn quân khác cũng bắt chước hành động này, dù không thuộc quyền chỉ huy của Nhạc Phi, họ vẫn sử dụng cờ của ông để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho quân địch. Vì thế, khi nhận lệnh rút lui, Nhạc Phi cảm thấy không cam lòng và đã trao đổi với các tướng lĩnh của mình. Lần này ta phải chống lại ý chí của triều đình, nếu không chiến thắng một cách triệt, để thì tính mệnh của chúng ta cũng khó bảo toàn. Các ngươi cần phải đồng lòng chiến đấu, lấy công chuộc tội. Khi mọi chuyện kết thúc, ta tin rằng triều đình sẽ không trừng phạt người chiến thắng. Nhạc Phi sau đó đã huy động toàn bộ lực lượng tiến thẳng đến Yên Kinh, nơi Ngột Chuật đang đóng quân. Ngột Chuật hoảng sợ, nhưng vẫn ra sức đưa quân kỵ binh mặc giáp sắt để đối phó với lực lượng xa của Nhạc Phi. Thế nhưng, Nhạc Phi đã thay đổi chiến thuật, không sử dụng giáo dài nữa, mà ra lệnh cho binh sĩ dùng mộc đan bằng mây già che phía trên và cầm đại đao tập trung chém vào chân ngựa. Quân Kim, dù mạnh về kỵ binh, nhưng khi mất ngựa thì cũng như hổ mất móng, bị thất thế và thi nhau bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau chết không ít. Ngột Chuột thua trận phải rút quân về Dĩnh Xương để cố thủ. Tần Cối, khi thấy Nhạc Phi không tuân theo mệnh lệnh, đã rất tức giận và tâu với Cao Tông phái một cận thần tên Lý Nhược Hư đến tận quân doanh để bắt buộc Nhạc Phi thi hành mệnh lệnh. Tuy nhiên, Lý Nhược Hư, một người có lòng trung quân ái quốc, đã bí mật nói với Nhạc Phi: "Ngài cứ tiếp tục theo kế hoạch của mình. Tôi sẽ nói rằng mình đến quá chậm và không kịp ngăn cản. Nếu có bị trách phạt, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm vì điều này có lợi cho dân, cho nước." Nhờ có sự giúp đỡ này, Nhạc Phi đã chiếm được nhiều châu quận của triều Kim, khiến Ngột Chuột phải kinh hoàng thốt lên: "Từ khi ta khởi binh đến nay, chưa từng thất bại nặng nề như lần này. Nhạc Phi quả là một thần tướng, không phải kẻ phàm tục." Ngột Chuột sợ hãi đến nỗi đã suy tính tới việc rút quân khỏi Bắc Kinh. Tin này đến tai Nhạc Phi, ông ngay lập tức gửi báo về kinh đô xin phép tiến công, vì ông tin chắc đây là cơ hội hiếm có. Trong khi chờ đợi chỉ thị từ triều đình, ông tiếp tục thúc quân tiến gần Bắc Kinh, chỉ còn cách vài chục dặm và đóng quân bên bờ sông, sẵn sàng vượt sông ngay khi nhận được lệnh. Trong lúc đó, Ngột Chuột gửi một sứ giả thân cận vượt xa xôi để liên lạc với Tần Cối. Trước khi kịp động binh, Nhạc Phi liên tiếp nhận được các chiếu thư từ triều đình nhà Tống, bắt buộc ông phải rút quân. Khi được hỏi, viên quan mang chiếu thư đến đã trả lời: "Theo những gì tôi biết, Tần Thừa Tướng đang tiến hành nghị hòa với triều Kim, có thể nay mai sẽ thành công. Vì vậy, nếu Nguyên Soái tiến binh thì bao nhiêu công lao nghị hòa sẽ đổ xuống sông xuống biển." Nhạc Phi tức giận, quát mắng: "Ta chỉ cần một lần tiến quân này là có thể thu hồi toàn bộ đất Trung Nguyên, đồng thời uy hiếp triều Kim không cho chúng tha hồ làm càn. Như vậy tại sao cần đến nghị hòa mà phải rút quân?" Sau khi mắng xong, Nhạc Phi viết tấu trình về triều đình, quyết tâm tiến quân. Biết rằng khó có thể ngăn cản được quyết tâm của Nhạc Phi, Cao Tông và Tần Cối đổi chiến lược, ra lệnh cho Trương Tuấn và Dương Nghi rút quân về nước, bỏ mặc Nhạc Phi cô đơn giữa chiến trường. Dù biết điều này khiến mình rất khó khăn vì không có sự tiếp trợ của quân đội khác, Nhạc Phi vẫn tin rằng một mình quân đội ông cũng đủ sức tiêu diệt quân Kim, do tinh thần chiến đấu của chúng đã suy giảm. Trong bối cảnh đó, Tần Cối lo lắng về việc có thể đắc tội với người Kim và thúc giục Cao Tông gửi kim bài đến cho Nhạc Phi hầu như mỗi ngày. Kim bài là một miếng gỗ được viết bằng chữ vàng, là mệnh lệnh cấp bách mà bất cứ tướng lãnh nào cũng phải tuân theo luật định. Nhạc Phi không chấp nhận bị thua thiệt một cách vô lý, đã tỏ bày với các tướng lĩnh: "Từ xưa đã có câu, tướng đánh giặc ngoài biên thùy, có khi không cần phải theo lệnh của hoàng đế. Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này trong hoàn cảnh hiện tại." Ông liền chuẩn bị quân mã sẵn sàng chiến đấu. Khi Ngột Chuột phát hiện ra điều này, ông ta càng thêm hoảng hốt và vội vàng báo cáo với Tần Cối. Tên gian thần này lại càng căm hận, thúc giục Cao Tông phát xuống tới 12 đạo kim bài trong một ngày, một sự kiện chưa từng có, vì thường chỉ một đạo kim bài đã đủ để giải quyết vấn đề. Nhận được 12 đạo kim bài, Nhạc Phi cảm thấy đau đớn tột cùng vì nhận ra triều đình quá bạc nhược và đã bị gian thần chi phối, dù ông có cố gắng đến đâu cũng không thể chống lại được tập đoàn bán nước Cầu Vinh trong triều. Nghĩ lại bao nhiêu công sức của mình và của chư tướng đều trở thành công cốc, ông cảm thấy uất hận, nhưng nhờ có các tướng lão thành khuyên giải, ông mới miễn cưỡng ra lệnh chuẩn bị rút quân. Rút quân tuy dễ dàng hơn chiến đấu, nhưng chỉ trong vài ngày, toàn bộ quân Tống đã từ từ nhắm về phía nam. Bước đi chậm rãi, ai nấy đều cúi mặt rơi lệ,
khóc ít cho vị tướng quân của mình, mà nhiều hơn là cho non sông gấm vóc. Nhiều người dân ở biên cương cũng đồng lòng theo quân đi về phía nam, mỗi người mỗi vẻ, trông vô cùng thê lương. Trong khi đó, tất cả đã mất đi ý chí chiến đấu, vũ khí buông lơi, hàng ngũ lộn xộn, nhưng quân tướng Triều Kim không hề đuổi theo truy kích, bởi đã quá chán nản với hai chữ Nhạc Phi. Điều này chứng tỏ uy danh của ông lớn đến nỗi từ xa cũng khiến quân địch phải khiếp sợ. Trước đây, vào thời Tam Quốc, Lưu Bị cũng từng phải gánh nạn khi chạy trốn khỏi quân Tào Tháo, chịu thiệt hại không biết bao nhiêu. Lần này, Nhạc Phi rút khỏi biên cương còn thảm hơn cả Lưu Bị, nhưng vẫn dẫn dắt được quân tướng và bá tánh từ đất Yên Vân trở về Bình Yên, phô bày sức mạnh oai đức vô cùng của ông. Sau khi Nhạc Phi rút quân, triều đình Nam Tống không ngần ngại tổ chức yến tiệc ăn mừng rực rỡ ánh đèn và cờ hiệu khắp kinh thành. Cao Tông ban ơn và triệu Nhạc Phi về kinh để thưởng công, cũng như tham gia lễ hội. Thay vì cảm thấy xấu hổ trước nỗi nhục mất nước, Nhạc Phi lại mạnh dạn dâng lên một tấu thư, chỉ trích sự xảo trá của các quan thần phản bội. Lời lẽ thẳng thắn của ông đã phần nào chạm đến Cao Tông, khiến bên cạnh Tần Cối, giờ đây cả Cao Tông cũng bắt đầu nảy sinh mối hận với vị danh tướng này. Mặc dù là một hoàng đế yếu kém, Cao Tông dù không ưa Nhạc Phi, nhưng vẫn không thể dùng vương pháp để trừng trị một cách hợp lý. Vì thế ông ta thường xuyên tìm đến Tần Cối để bày tỏ sự tức giận. Tần Cối, người vốn đã sẵn lòng tìm cách hạ bệ Nhạc Phi, coi đây như một cơ hội vàng để tìm ra tội danh nặng nề nhất có thể đưa Nhạc Phi ra trước công lý. Tuy nhiên, với quân Kim còn đóng ở biên giới và lòng dân đa phần ủng hộ Nhạc Phi, không dễ gì cho Tần Cối muốn hạ bệ ông. Tần Cối, một kẻ thâm hiểm, biết rằng miễn là Nhạc Phi còn quyền binh, hắn sẽ không thể làm gì được. Vì vậy, Tần Cối từng bước một giảm bớt ảnh hưởng của Nhạc Phi, trước hết là giải tán đoàn quân do Hàn Thế Trung chỉ huy. Tần Cối hứa sẽ giao quân này cho Trương Tuấn, vì thế khi Nhạc Phi phản đối kịch liệt, ông đã đụng chạm đến Trương Tuấn. Mưu kế này hiệu quả và một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra giữa Nhạc Phi và Trương Tuấn. Cuối cùng, không chịu được tức giận, Nhạc Phi đã từ quan và ẩn dật ở Lô Sơn. Tần Cối mừng thầm vì chỉ với một mưu kế đã loại bỏ được hai lực lượng quan trọng, với Hàn Thế Trung thì dễ dàng hơn để đối phó. Trong khi đó, Triều Kim quyết định rằng miễn là Nhạc Phi còn sống, họ sẽ không bao giờ có thể chinh phục được Trung Nguyên. Họ đã bí mật sai người yêu cầu Tần Cối phải bằng mọi giá giết chết Nhạc Phi, không chỉ đơn thuần là giam giữ hay trừng trị. Nhận được lệnh từ quan thầy nhà Kim, Tần Cối càng thêm phấn khởi, bởi đây chính là điều hắn mong muốn từ lâu. Lần này, Tần Cối đã kéo Cao Tông vào âm mưu của mình, nhưng Cao Tông tỏ vẻ như không hay biết gì, để mặc Tần Cối xử lý theo ý muốn. Với sự đồng thuận ngầm của Cao Tông, Tần Cối đã thúc giục đại phu Vạn Sĩ Oa dâng thư cáo buộc Nhạc Phi nhiều lần không tuân theo mệnh lệnh triều đình. Các tay sai của Tần Cối bao gồm ngự sử Hà Trù, thị ngự sử La Nhữ Giật, Vương Tuấn và Vương Quý, muốn nịnh bợ Tần Cối nên cũng đã dâng tấu cáo buộc Nhạc Phi lạm quyền, không tuân theo lệnh triều đình và có ý định tự lập làm hoàng đế. Tuy nhiên, dù ghép vào tội gì, cũng cần có bằng chứng. Tần Cối đã thuyết phục một tướng lĩnh dưới quyền Nhạc Phi là Trương Hiến đứng ra vu cáo. Trương Hiến đã khai trước Đại Lý Tự, cơ quan hình pháp của Triều Tống, rằng đã nghe Nhạc Phi nói với con trai Nhạc Vân về việc chuẩn bị binh mã để nổi dậy, chiếm ngôi hoàng đế và cai trị thiên hạ thay cho những kẻ u mê đang ngồi ở triều đình Đại Tống. Dù chỉ là lời khai của một người, không có bằng chứng xác thực, các quan thần phe cánh của Tần Cối vẫn lập thành hình án buộc tội Nhạc Phi. Mặc dù những tội danh này đều là tội chết, nhưng Tống Cao Tông lại tỏ ra khoan hồng, chỉ cách chức Nhạc Phi mà thôi. Điều này có thể lý giải là do Tống Cao Tông căm ghét Nhạc Phi, không phải vì ông quá năng nổ trong việc đuổi quân Kim, mà lo sợ rằng một khi Nhạc Phi tiến đến Hoàng Long Phủ, kinh đô của Triều Kim, hai vị hoàng đế trước là Huy Tông và Khâm Tông có thể được về nước, làm mất vị trí của Cao Tông. Do đó, việc cách chức Nhạc Phi đã đủ thỏa mãn lòng thù hận của ông ta, không đến nỗi phải tàn nhẫn đến mức giết người. Đáng tiếc, Tần Cối đã nhận lời của Ngột Chuật, một mặt giam giữ Trương Hiến và Nhạc Vân ở một nơi bí mật, mặt khác sai Dương Tích đến nơi ẩn náu của Nhạc Phi ở Lô Sơn, giả mạo chiếu lệnh của Cao Tông yêu cầu ông về kinh thành nhận lệnh. Nhạc Phi hoàn toàn không biết rằng đây là một âm mưu độc ác của Tần Cối, hoàn toàn bất ngờ và không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn ngay lập tức tuân theo chiếu chỉ trở về kinh thành. Vừa đến nơi, Nhạc Phi đã bị bắt giam ngay lập tức mà không hề gặp mặt Cao Tông. Khi Nhạc Phi được đưa ra thẩm vấn, ông nhận ra xung quanh mình toàn là người của Tần Cối như Vạn Sĩ Oa, Hà Trù, La Nhữ Tập. Nhạc Phi biết rằng
dù tranh luận thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Tần Cối, do đó ông quyết định không nói một lời, mặc dù phải chịu đựng những cuộc tra khảo dã man và tàn khốc. Vì không có lời thú nhận từ Nhạc Phi, Tần Cối quyết định áp dụng một chiến thuật khác, chuyển hướng điều tra sang Trương Hiến và Nhạc Vân và hứa hẹn sẽ tha mạng nếu họ khai ra Nhạc Phi có âm mưu phản loạn. Tuy nhiên, cả Nhạc Vân và Trương Hiến đều là những người dũng cảm và kiên quyết không khai gian dối dù phải chịu đựng những trận đòn tàn bạo, thịt xương tan nát. Lúc này, Hàn Thế Trung cũng đã bị Tần Cối cách chức, nhưng vẫn cố gắng tìm cách tiếp xúc và chất vấn Tần Cối. Nhạc Phi phạm tội gì mà lại bị bắt giam? Tần Cối lúc đầu có chút lúng túng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và trả lời một cách trơ trẽn. Tội của họ Nhạc là không có tội gì cả, Mạc Tu Hữu. Ba chữ Mạc Tu Hữu trở thành câu cửa miệng, chỉ sự vu khống của bọn gian thần đối với người lương thiện và được dùng phổ biến trong các thế hệ sau. Câu này cũng gắn liền với tên tuổi của Tần Cối mãi mãi. Hàn Thế Trung, dù không phải là người tinh anh về mưu lược, nhưng cũng nhận ra ngay triều đình chính là một cái bẫy chết người và sau đó ông đã tự nguyện từ bỏ quan chức, ẩn mình đi nơi không ai biết. Sau khi Nhạc Phi bị giam, Tần Cối thông báo cho Ngột Chuật, đề nghị đẩy nhanh tiến trình hòa giải với Kim. Vì thế, chỉ vài tháng sau, hòa ước đã được ký kết. Hòa ước này không khác gì những hòa ước trước, mặc dù quân Kim đã vài lần thất trận, nhưng vẫn bắt nhà Tống phải xưng thần và mỗi năm cống nạp cho triều Kim 25 vạn lạng bạc và 25 vạn xúc lụa. Giống như những lần trước, mỗi dịp có hòa ước ô nhục được ký kết, triều đình Nam Tống lại lấy đó làm cớ để tiêu xài phung phí. Những kẻ nịnh thần lại được dịp ca tụng hoàng đế. Nhưng khác với những kẻ nịnh thần, Nhạc Phi không hề dâng biểu chúc mừng mà còn gửi tấu trình chỉ trích Tần Cối, nói rằng người Kim rất dối trá, vì vậy không thể có hòa bình lâu dài. Thừa tướng làm như vậy đã đẩy quốc gia đến bờ vực của sự ô nhục. Tôi lo sợ rằng điều này sẽ trở thành cái nhục mà đời sau sẽ luôn được nhắc đến. Tôi xin được dốc toàn lực để chống lại quân Kim, thu hồi đất nước nếu như bệ hạ ban cho quyền binh. Tần Cối, khi đọc bài tấu đầy căm phẫn, lập tức thúc giục Tống Cao Tông hạ chiếu trách mắng Nhạc Phi vì không dâng biểu chúc mừng. Tuy nhiên, các lời nói trung thực và anh hùng của Nhạc Phi lại được đông đảo triều thần ca ngợi. Vì thế, Tống Cao Tông không dám ra lệnh trừng phạt Nhạc Phi mà chỉ giả vờ lãng quên như thể chưa có việc gì xảy ra. Đồng thời với sự khuất phục đó, Nam Tống đã phải nhượng bộ rất nhiều vùng đất phía Bắc cho nhà Kim quản lý. Điều này được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc là Thiệu Hưng Hòa Nghị, một trong những hiệp định ô nhục nhất. Khi đó, Cao Tông không hề cảm thấy nhục nhã khi dâng biểu cho triều Kim, xưng hô vua Kim là hoàng đế và tự xưng là cấu, không khác gì một tôi tớ của hoàng đế. Hoàng đế không biết nhục, Tần Cối làm sao biết? Hắn đã ra sức truy tìm chứng cứ để gán cho Nhạc Phi tội chết. Dù đã tra tấn dã man, Nhạc Phi và Trương Hiến vẫn kiên quyết từ chối nhận bất kỳ tội danh nào mà hắn vu oan. Trong khi đó, nhà Kim lại rất sốt ruột vì Nhạc Phi vẫn còn sống, nên đã gửi sứ giả đến nhiều lần thúc giục việc thi hành án. Vợ Tần Cối, người cũng có lòng dạ độc ác như chồng, thường nói: người ta nói thả hổ dễ, bắt hổ mới khó, đã là đại nam nhi sao còn chần chừ. Nếu để hổ dữ thoát khỏi gông cùm thì chính mình phải chết. Nghe lời vợ, Tần Cối không còn giữ thể diện, sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhất, sai Vạn Kỳ Tiết viết giả lời khai của Trương Hiến, trong đó thừa nhận Nhạc Phi có ý định làm phản. Khi tờ khai này được trình lên Cao Tông, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn phê chuẩn án tử, lại còn giả nhân giả nghĩa ban cho cái chết toàn thây. Theo một ghi chép khác, Tần Cối trong tình thế bí bách đã qua mặt Cao Tông, lén sai người giữ ngục đầu độc giết Nhạc Phi trong ngục thất. Trương Hiến và Nhạc Vân sau đó cũng bị kết án phản thần, bị đưa ra pháp trường hành quyết. Dù bằng cách nào đi nữa, Nhạc Phi đã bị hãm hại, không được chết một cái chết xứng đáng. Thật là oan uổng cho một vị tướng lớn đã cống hiến trọn đời vì nước, vì dân, không ngại nguy hiểm. Ông qua đời ở tuổi 39, vào năm 1142, đúng vào thời điểm còn đầy sức lực để cầm quân. Nhạc Phi không chỉ là vị tướng tài ba, dũng cảm trong chiến trận, mà còn sở hữu tư duy chiến lược sắc bén. Ông đã giành được nhiều chiến thắng vang dội, trở thành hình mẫu nghiên cứu cho các binh gia về sau. Do những khó khăn trong thời trẻ ít được học hành, Nhạc Phi đã quyết tâm tự học tập khi có điều kiện. Lời văn của ông dù không hoa mỹ, nhưng lại đầy khí phách, thể hiện tinh thần mãnh liệt muốn dốc sức vì quốc gia. Sau cái chết oan uổng của mình do sự độc ác của Tần Cối, Nhạc Phi để lại cho đời văn tập Nhạc Trung Võ Vương, một tác phẩm gồm 10 quyển. Về mặt võ nghệ,
Nhạc Phi còn để lại Nhạc Gia Thương, một cuốn sách dạy cách sử dụng giáo riêng của dòng họ Nhạc mà đến nay vẫn còn nhiều người theo học. Cái chết oan của Nhạc Phi không hề khiến danh tiếng của ông lu mờ, mà ngược lại càng làm sáng tỏ và làm tăng thêm tội ác của Tần Cối và đồng bọn. Do đó, sau khi Tần Cối qua đời, người dân Trung Hoa đã đúc tượng ông và vợ cùng những kẻ thuộc hạ như Vạn Sĩ Oa khỏa thân quỳ gối trước mộ Nhạc Phi. Khách thăm mộ Nhạc Phi khi đi qua ba tượng đó thường tức giận đánh đập, khạc nhổ đến nỗi chúng mau chóng hư hỏng. Mãi đến năm Vạn Lịch thứ 22, 1595, án sát phó sứ Phạm Lai mới cho đúc lại, thêm vào tượng Trương Tuấn, thành tổng cộng 4 tượng. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, chưa có vị tướng nào được ngưỡng mộ như Nhạc Phi, được dân chúng lập miếu thờ phụng như một biểu tượng anh hùng dân tộc chống ngoại xâm. Mặc dù quan công cũng được nhiều miếu thờ, nhưng đó là do lòng trung thành và tiết tháo của ông với huynh đệ. Miếu thờ quan công mang nặng yếu tố thần thánh và mê tín, trong khi miếu thờ Nhạc Phi đại diện cho niềm tự hào dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Dù Nhạc Phi đã qua đời, nhưng tên tuổi và di sản của ông mãi mãi được hậu thế tôn vinh và nhớ đến.